Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 15 phút chiều ngày 14 tháng 10, xe ô tô 29 chỗ chạy trên đường Xuân Thủy hướng Mũi Né đi khu du lịch Bào Trắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Khi lưu thông trên đường ven biển đoạn giáp danh thành phố Phan Thiết và huyện Bắc Bình đã xảy ra va chạm với xe 4 chỗ. Sau cú tông trực diện, xe du lịch 29 chỗ tông vào vách tường đá của resort gần đó rồi lao vào lề đường. Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi tiếp tục hút vào cột đèn bên đường. Tại hiện trường, hai phương tiện bị hư hỏng nặng phần đầu, tài xế xe khách bị thương nặng. Xe cứu thương đưa tài xế cùng 5 người trên xe du lịch đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Khoảng 11 giờ ngày 18 tháng 10, tại giao lộ khu dân cư Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương xảy ra va chạm giữa xe ba gác chở hàng và xe máy. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe ba gác tử vong tại chỗ, người điều khiển xe máy bị thương nhẹ, xe ba gác chổng vó lên trời. Tiếc thương cho người ra đi. Vào khoảng 3 giờ ngày 18 tháng 10, người dân phát hiện xe bán tải bị lật nằm dưới suối tại cầu Nam Bình trên tuyến đường liên xã DH27 thuộc thôn 6, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Tại hiện trường, chiếc xe bị lật ngửa dưới suối, một nửa bị ngập trong nước. Việc mở cửa xe rất khó khăn do xe lật nằm giữa lòng suối hẹp, chảy xiết, nhiều cây cối hai bên. Đây là khu vực khá vắng người. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương. Vào khoảng 4 giờ 10 ngày 22 tháng 10, tại km 135+300 quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Vát, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, xe ô tô đầu kéo theo hướng Sơn La Hòa Bình thì bất ngờ bị bốc cháy phần rơ móc xe. Ngay khi phát hiện, tài xế đã dừng xe và tháo phần đầu kéo ra khỏi phần rơ móc. Xác định nguyên nhân cháy ban đầu do bó phanh xe gây sinh nhiệt phát sinh cháy, thiệt hại cháy một rơ móc và thùng chở hàng 20 tấn ngô, ước tính thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. Khoảng 10 giờ 10 phút ngày 20 tháng 10, trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, xe ô tô tải chở dăm gỗ bất ngờ bị lật đè lên phương tiện và người tham gia giao thông đi cùng chiều. Vụ tai nạn đã khiến 3 người tử vong. Khuyến cáo mọi người khi tham gia giao thông nên hạn chế đi song song các hung thần xa lộ này nhé.